Anh em có nhu cầu mua bán hải tặc đại chiến hay ghé đến shop hải tặc đại chiến.com. Hôm nay thì tưng bừng thông báo tưng bừng khai trương shop hải tặc đại chiến.com, giảm giá 50% các dịch vụ cho anh em liên hệ. Đấy, vòng quay 90k trúng thưởng cực hot, đấy, ưu đãi là thẻ Viettel vào shop, thẻ cào duyệt trong 5 giây, lạp qua TM Momo được cộng 20% giá trị lạp. Anh em cần thanh toán link nhắn tin cho fanpage, nhắn tin vào đây. Đây là anh em này, đây là mục nhắn tin nhá. Đó, ngoài ra thì ở đây trên shop thì có rất là nhiều mục ngon cho anh em có thể trải nghiệm. Vòng quay 99k, đấy, nick hải tặc đại chiến, roam. Anh em thể roam với mệnh giá 50k, 100k, đấy, 200k và 50k anh em. Hộp quà gù su, rất là nhiều cái để anh em thể trải nghiệm. Anh em hứng thú hay ghé đến shop hải tặc đại chiến cùng con nhá. Ok. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Là mình đây tụt từ đường phố đây giống người nha. Xin chào tất cả anh em của game hải tặc đại chiến, nhân mình đây tụt từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước khi vào video thì chúc anh em xem video vẻ like, share, đăng kênh nhấn kêu phải mình xin rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến một tựa đề game mới ở bên bên Trung anh em. Đó, game này ở bên Trung ngọn nha. Game này thuộc dạng game chiến thuật nhập vai anh em ạ. Đấy, nhưng mà này thuộc dạng one bi anh em, khá là ok và hay các bạn. Trời ơi, nhìn này, bắt mắt thật sự các bạn. Trời ơi, đánh nào, đánh nhau nào. Ui, mình đang cầm hỏa quyền A đánh nhau các bạn. Đây có kim bắn rồi anh em. Ui, bắn nửa này. Chù, quánh đẹp thật sự các bạn. Kim quánh A này. Trời ơi, trời ơi. Ui, đẹp thật sự các bạn. Ui, phê các bạn. Ok, giờ thì chúng ta cùng gặp Akilu để đăng nhập vào game nào. Đây là đoạn mở đầu thôi anh em, đây là đoạn vào đầu chơi chơi thôi chứ cũng không không phải là chính đâu anh em ạ. Hay quá anh ơi, hay quá anh ơi, hay quá. Ôi né ra. Ừ cũng chả sao anh em, ăn được mà, ăn được cho đỏ ạ, thử sức ăn cho được cho đỏ. Ui. Phê thế nhờ. Để hạ cho đỏ là anh em, để hạ cho đỏ Akilu đã. Trời ơi, phê thế. Ấy, cốt truyện nó phải như này mới đúng anh em ạ. Anh ơi, hạ được cho đỏ Akilu nó mới đúng bài các bạn. Ra để bị hạ được. Hay quá, comeback luôn anh em. Đấy, combo luôn, bắn nửa nào. Hay quá, trời ơi. Đấy, đấy, đúng rồi. Hay quá, win rồi anh em. Ô, đừng nói vẫn bị đấm nhá. Trời ơi, vẫn bị đấm ạ. Vẫn bị đấm anh em. À, lé được rồi. Á, chà. Né tiếp rồi anh em. Rồi, bắn nửa. Ui, kim đẹp thật sự các bạn. Trời ơi. Thề mới vào tôi bị mê luôn anh em. À, tiện nói luôn nha. Nếu mà anh em ưng ý và thích cái game này, đó, anh em hãy like, share, vote và comment để mình biết nha. Đó, để mình biết. Và nếu anh em thích tham gia nhiều thì mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em cách tải cũng như cách đăng nhập vào game này luôn. Ok. Ui. Ây liệu quan được không? Liệu quan được không anh em hay lại vào phần đăng nhập giờ? Nghi lắm, vào đăng nhập anh em biết mà. Ok, mình đăng nhập vào game đấy nha. Rồi mình quay bạn coi tiếp. Ok, sao anh em đã vô game được rồi. Đây cho chọn tạo tên nhân vật các bạn thôi thì tùy chọn nhà phát hành vậy. Rồi, đoạn này quảng cáo thôi, liên quan hình tốt nhất mình né ra các bạn không tí nữa, mất công dính bản quyền thì mệt. Đây, làm cái video anh em xem được. Nói chung thì mình thấy cách tải và cách đăng nhập game thì nói chung thì nó cũng không có khó mấy đâu anh em, chỉ là nó hơi dài dòng thôi. Đó, nên là nếu mà anh em có gì anh em nghĩ thêm sau mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em. Đó, anh em nhớ like, share, comment nhiệt tình nha để mình có động lực làm video cho anh em xem tiếp. Đó, và anh em nó thích cái video này thì nhớ đừng quên để lại cho mình một like nha và đăng ký kênh. Giờ làm tiếp theo đi ra ngoài hả? Thể chơi hay thật sự anh em. Quay lù lại Luffy. Ái chà, trưởng nàng, trưởng nàng. Bây giờ đi đâu ơi? Quay có túi này anh em này. Đây là đồ gì đây? Quay thịt này. Bản đồ. Có bản đồ nè. Đây nhiệm vụ đây anh em. Đó, được cái thuyền rồi. Tiếp nào. Đây mà, có bản đồ, có nhiệm vụ mà. Tội gì không làm theo anh em. Ui, đồ họa đẹp đấy nhờ. Đồ họa sống động ghê anh em. Bây giờ tạm biệt mọi người đấy. Ra biển.
Rồi, bắt đầu hành trình thôi. Bắt đầu hành trình của Monkey D. Luffy rồi anh em. Ô kìa, gì đấy? Cái gì đấy? Rồi, đúng rồi, trèo đi. Trèo đi, hay quá. Ôi, what? Hết chỗ để trèo, nó đi trèo chỗ này trời. Đúng thế niên nù nhà ta anh em. Ôi, bám cốt truyện ghê nhờ. Đúng cốt truyện luôn này. Bám đúng cốt truyện rồi anh em. Ai gặp Roro Naro rồi à? Ô, nhanh đấy. Tóm tắt hơi nhanh các bạn. Mà thôi kệ, không sao. À, vớt thằng bia lên. Rồi. Rồi, Luffy đây anh em. Trận đầu tiên. Go go mono. Wow. Wow, PP. Được của nó anh em. Được của nó các bạn. Trời ơi. Còn có kiểu đá này. Ui, đẹp thế nhờ. Anh em nhìn đấm này, đá này. Ui. Go go mono. Phê anh em, trời ơi. Tôi bảo em tôi nó kiếm mãi nó mới chỉ nó mới tải về được đấy anh em ạ, chứ phải không đâu. Hai anh em mà mất mãi bây giờ là 1 giờ đêm này chứ không các bạn này. Đấy mới tải game về được. Nói chung là cứ hứa với chứ anh em mà thôi, đâu anh em ưng ý cái trò game này thì cứ nói để tôi có gì tôi làm video hướng dẫn cho anh em sau. Nhưng hôm nay thì quay video trải nghiệm trước cho bạn coi, xem bạn có nghiền giống mình không, chứ mình thì đang nghiền lắm luôn đấy ạ. Thích thật sự luôn cái quả game này. Phê anh em. Uầy, mấy bạn lại có thư rồi à? Ok, có thư luôn kìa. Ừ, quà gì đây? Uầy, lại có quà anh em. Ngon. Lại có quà ngon rồi. Tiếp tục nhiệm vụ. Rồi. Mở quà tính năng mới. Nên level 2, kích hoạt vào cái mũ chắc trang bị các bạn. Cái này chắc khả năng là trang bị. À, up cấp các bạn. Đây, up cấp. Nâng cấp. Tấn công. Cầm. Hái chà. Được. Còn có chọn đấy, thuyền viên ra trận anh em. Nói chung là chơi hay các bạn. Trời ơi, thêm anh cuốn rồi đó. Thích ghê anh em. Với ông nào mà mê One Piece thì chắc chơi cái trò này mê ra mới thích được anh em. Kiểu cảm giác nó thật á, nó feel. Tiếp nào. Ui, nhìn nó đá chân kìa. Ui. Uầy, go go mono. Pê anh em, trời ơi, nhìn đá kìa. Trời ơi, nhìn thích không? Úi giời, lé đằng trời. Ai chẳng, tính nén tôi hả? Thằng tính nén, thằng nào tính nén. Sự đẹp, hết luôn. Rồi, ok. Uầy, còn có quả ulti này nữa à? Đấm nó dồn ngay vào tường anh em, đấm dồn tường ngay. Đấy, còn có quả giật đùi này nữa này các bạn ạ, chứ không phải không đâu. Đấy, còn có quả giật đùi này nữa chứ không đâu anh em. Win. Mission win anh em. Phê. Rồi, win rồi. Cam, tiếp tục hành trình nào. Sắp gặp anh rõ chưa, để xem gặp rõ như thế nào các bạn. Thế anh em tôi nó bảo đấy ra smoker lắm chứ nó rõ thì chưa biết thế nào, nhưng mà siêu trông chưa mộ toàn ra smoker thôi. Tôi thử độ nhân phẩm mình xem là đến đâu anh em. Tiếp nào, lên cấp tiếp. Rồi, thêm tính năng cho up skin các bạn. Level 3 cho up skin. Còn này là khả năng skin. Đây. Đó, biết mà, skin anh em. Quay về sau nên never mở kìa, chắc về sau rồi cũng nên được level 4 rồi các bạn. Chắc về sau rồi nù nhà ta cũng lên ghế 4 rồi anh em. Ra trận. Đây là chọn nhân vật ra trận anh em. Đó, ra trận các bạn tùy chọn nữa. Đi chắc thêm vài nhiều tướng lắm. Hay là nhiều tướng lắm anh em. Nguyên băng hải tặc bú rơm là 90 người rồi. Chưa kể các tướng nạ nữa. Sapo rồi. Các kiểu anh em. Nói chung là nhiều. Rồi múc nhau thôi, nào múc nhau nào. Ôi trời. Ôi dồi ôi. Thằng này đánh nén à? Định đánh nén tao hả? Định đánh nén hả? Ăn hết vàng nữa các bạn. À, đi xuống đây. Đi xuống đây này. Rồi. Go mono. PP các bạn, chơi có cục thịt kìa. Ăn cục thịt đến máu à?
Rồi đây trên này. Đây rồi. Bốt của chúng ta đây rồi anh em. Đây rồi, chúng ta có bốt rồi. Ai chà. Ui. Ui, phê các bạn. Phê thật sự. Ulo mono. Hey, phê thật sự anh em. Ông nào mà nghiền One Piece chơi trò này chắc nghiền lắm luôn á. Nhìn này. Đầu họa nó phải sống động như vậy chứ anh em. Nhìn nó thật không? Đúng rồi, hay quá Nù ơi. Nù ơi, hay quá Nù ơi. Đúng rồi, sút nàng á đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, Missing Win anh em. Quá ok luôn. Giờ mình sẽ trải nghiệm cày một lúc nữa và có gì hot mình sẽ quay bạn coi nhá. Ok. Ok, giờ mình phát hiện là chơi game này không phải chỉ có một Nù đâu anh em. Ở đây có đến tận bao nhiêu ông? 2, 4, 6, rất là nhiều anh em. Roro chỉ có một thôi các bạn. Đấy. Chỉ có một người là Roro thôi. Phê thật sự bạn nhìn này. Nù rất là nhiều anh em. Phê đấy nhỉ. Đoạn này lấy Roro này. Ok, mình cày lên Roro ra nhá. Lấy được rồi, mình quay bạn coi. Ok, đoạn giải cứu Roro này anh em này. Chúng ta phải bảo vệ được Roro anh em nhá. Ui, giờ mới biết là phải bảo vệ được Roro này anh em này. Đâu rồi? Ok, chết rồi. Ui, chết rồi, toang rồi. Toang rồi anh em, toang rồi. Nó chém vào Roro chúng ta rồi. Ui, nhưng mà cái máu Roro cũng cao anh em, không phải nó. Trời ơi. Ok, đâu nó rồi? Chết, còn một thằng đang, nó đang chém cấu rỉa từng tí một anh em. Cấu rỉa này. Rồi, ông boss rồi, chùm nó rồi. À, cứu Roro rồi anh em. Đây rồi. Đấy, bót ra các bạn. Đấy, bót ra. Ái chà. Đấm nào. Hay quá. Liên hoàn vụ ảnh cương luôn. Tuyệt vời. Đấy. Rồi ôi, rổ chém cùng anh em. Tuyệt vời. Đâu rồi? Chém văng đi đâu luôn rồi. Đấm nào. Đấm dồn vào nào. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi. Nổ lên nào. Win. Rồi chúng ta đã có thêm anh rỗ về đội các bạn. Biết là có về đội không? Để xem nào, có về đội không. Giờ nhận thưởng đến bên ngay anh em. Ok, nói chung hôm đầu tiên nhá hàng xương xương này thôi nhá. Ok, còn đâu anh em hứng thú với series của game này và yêu quý mình thì nhớ đăng ký kênh mà. Và anh em nếu anh em muốn tải được những comment dưới video để mình biết nhá. Rồi video ngày hôm nay thì khởi động hôm đầu tiên thế này thôi anh em. Clip thì chắc từ mình sẽ phép kết thúc được đây. Hẹn gặp anh em clip tiếp theo. Cảm ơn đã dõi video mình rất là nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.